Nay Kinh giới thiệu cho quý vị một cái căn siêu biệt thự của Gò Vấp. Phải nói là căn nhà này là siêu siêu phẩm của Gò Vấp luôn. Trị giá gần 2 triệu đô la Mỹ. Tọa lạc trên một cái con đường chính, đường nhựa 10 mét thông tiện kinh doanh mua bán mọi ngành nghề. Nhưng không phải là mặt tiền đường chính ồn ào, mà là sẽ là một cái con hẻm xe hơi, xe tải 10 mét thông để quý vị có thể vừa ở vừa làm văn phòng, spa, văn phòng đại diện hay là ở là ok nhất, bởi vì tránh cái sự ồn ào của mặt tiền. Nhưng mà về lưu lượng xe hơi hay giao thông hay bất cứ cái gì thì cũng sẽ như là một cái căn mặt tiền mà thôi. Đây là một cái siêu biệt thự tại Gò Vấp. Hệ thống sân cực chảnh sang có hầm. Một căn siêu biệt thự mà phải nói là đắt nhất Gò Vấp luôn. Tọa lạc tại đường Phan Huy Ích, phường 12 Gò Vấp, khu E-Mark 2 đang mới xây dựng, với một cái phòng khách được trang bị hệ thống nội thất đồ gỗ gần 5 tỷ đồng. Cực kỳ sang chảnh như hình. Mình nghĩ là mình sẽ không thuyết minh nhiều, mà để quý vị tập trung xem phim để thấy độ sang chảnh của cái căn biệt thự này. Căn siêu biệt thự tọa lạc tại hướng đông nam, mát mẻ, nắng sáng. Còn buổi chiều thì cực mát luôn, gió mát. Trước sân còn có thêm cây xanh nữa. Khu bếp thì tuyệt vời ông mặt trời. Toàn đồ gỗ nha quý vị. Toàn đồ gỗ cao cấp. Gỗ được trang bị gỗ đỏ của Tây Á lên đến 5 tỷ đồng luôn. Nhà full option, full công năng, full nội thất cao cấp với cái thiết kế thang máy. Và nhà làm toàn bằng gỗ thôi. Với cái diện tích khủng, ngang 8 dài 25, pháp lý sổ hồng riêng, công nhận cập nhật hoàn công đầy đủ, xây dựng mới năm 2023-2024. Đường nhựa thông 8 mét thẳng một trục, cách đường chính khoảng chừng 200 mét. Hướng đông nam mát mẻ. Kết cấu một trệt một hầm 5 lầu sân thượng, gồm hầm để khoảng chừng 5 đến 6 xe ô tô lớn nhỏ. Sân vườn trước nhà hiện đại để có thể đủ khi có tiệc, chúng ta có thể đãi được 6 đến 9 mâm tiệc. 5 phòng ngủ xịn sò, trong đó có 4 phòng ngủ cực đại và một phòng master cực khủng. 8 nhà vệ sinh, một phòng bia giải trí, một phòng tập thể dục đa năng, một phòng xông hơi spa chăm sóc sức khỏe, một phòng karaoke hiện đại, hơn chuẩn sinh đôi luôn. Một hầm rượu, một hồ bơi sân thượng cực kỳ đẳng cấp, như là một hồ bơi cực phẳng vậy. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839. 0906943839 để đi xem căn siêu biệt thự này. Chủ đang giảm giá mạnh, hiện chỉ còn nhỉnh 40 tỷ là chủ sẽ bán. Giá đó còn thương lượng cho khách mua nhanh quý vị. Và quý vị cũng có thể tham khảo thêm các căn siêu biệt thự khác tại Gò Vấp qua kênh fanpage Nhà đẹp Gò Vấp của nhà đất Đoàn Vũ, fanpage YouTube TikTok Nhà đẹp Gò Vấp của nhà đất Đoàn Vũ để xem thêm những căn biệt thự Gò Vấp khác nha. Phòng tập thể dục đa năng với cái đủ các cái loại máy. Có phòng tập này thì quý vị chắc là khỏi nghĩ đến phòng gym luôn. Các cái thiết kế nội thất, trần, sàn, cầu thang sang trọng từng cm dành cho người giàu có bậc nhất của Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ở trong cái căn siêu biệt thự này. Người ta hay nói tiền nhiều để làm gì, thì tiền nhiều thì mua đôi ba cái biệt thự này mà ở. Tiền không có biết bao nhiêu chả đủ quý vị ạ. Và tiền
chưa hẳn là tiền là Phật, nhưng tiền chính là cho chúng ta thêm rất 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 nhiều sự lựa chọn. Nếu chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta sẽ có hơn người khác rất 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 nhiều sự lựa chọn. Hồ bơi cực kỳ sang chảnh luôn, quá là đẹp. Chỉ biết dùng hai từ là siêu siêu phẩm này. Very very beautiful. Very very beautiful. Quá 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 đẹp. Quá đẹp luôn quý vị. Sân thượng thư giãn. Cực đẹp, cực nét, cực cool. Hồ bơi lung linh trên sân thượng, thể hiện sự đẳng cấp, giàu có, tiện ích, tiện nghi ở, tiện nghi sống, sự trang sang chảnh, thịnh vượng. Ở trong căn nhà này thì nếu chúng ta có khách là một ông hoàng Ả Rập, chúng ta vẫn có thể đón tiếp ông ấy tại Gò Vấp này luôn. Ngoài ra còn thêm nhiều loại hải sản quý hiếm, cũng như là các cái loại rượu và đặc sản tuyệt vời của Việt Nam nữa, là sẽ rất ok cho ông ấy thôi. Căn biệt thự hiện chủ đang kêu 41. Đi bên em, chiều trên lối phố, phố xa ngập.